Xin chào các đồng chí và các bạn. Cũng lâu rồi mình không có clip. Có lẽ nguyên nhân chính của việc này đó là không có ai đề nghị gì mình làm gì hết. Phải có đề nghị thì mình mới làm chứ. Thế nên là hôm nay mình nghĩ rồi, mình sẽ nói về suggest với kiểu như là suggest verbing, suggest somebody something, suggest cộng với cả that cộng với mệnh đề đằng sau nó, suggest cộng với những cái từ để hỏi như là what, where, when, why, how, who và đó, lại khá là như thế. Lưu ý đầu tiên các bạn thế này, suggest là một từ trong tiếng Anh và nó có nhiều nghĩa. Nhưng hôm nay thì mình chỉ có tập trung vào suggest với cái nghĩa là đề nghị và các cấu trúc liên quan với cái suggest đề nghị này. Cấu trúc đầu tiên mình muốn nói là suggest verb in, tức là đề nghị là một việc gì đó. Sao nào? Thầy ơi, tối nay thế nào? I suggest eating out, but my friend, he suggests cooking. Thầy thì đề nghị là ra hàng ăn. Nhưng mà bạn của thầy, ông ấy đề nghị là nấu nướng. Nhìn vào hai câu này, thấy một điều đó là mình có eating và cooking, các dạng verb in mà chúng ta thường gặp. Cái này khá là dễ, nhưng mà suggest ở đây là động từ chính, thế nên nó sẽ phải chia động từ, chia theo thì, theo thể, theo chủ ngữ. I thì suggest, nhưng mà he thì phải là he suggests. Còn nếu là quá khứ gì, suggested. Và đó chính là phần cơ bản của suggest cộng với verb in. Cơ bản là thế thôi. Nhưng mà các bạn có thể thêm các thành phần câu để cho câu nó hay hơn, rõ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn. Kiểu như là I suggest eating out because I hate washing up. But my friend, he suggests cooking at home to save money. Đó, tớ thì đề nghị là ăn ở ngoài hàng bởi vì tớ ghét dọn dẹp lắm. Nhưng mà bạn tớ, anh này thì lại đề nghị là nấu ăn ở nhà để mà tiết kiệm tiền. Đó, câu sẽ hay hơn, đầy đủ hơn và nếu thích thì làm, miễn là đúng. Alright. Câu chữ thứ hai ở đây là suggest somebody something. Somebody là ai đó, something là thứ gì đó. Cái cấu trúc này có nghĩa là đề nghị ai hoặc đề nghị cái gì. Nhớ này, somebody something, cái nào cũng được, nhưng phải là danh từ. Và danh từ này có thể là danh từ đơn hoặc là cụm danh từ. Nhưng bạn nhớ cho mình, danh từ đơn thì nó sẽ có nghĩa chung chung hơn so với cụm danh từ. Ví dụ như là ăn được không ơi? I suggest a pizza. Có nhiều loại pizza lắm. Nói chung chung thế chẳng được gì cả. Okay. I suggest a big Hawaiian pizza. Đó, xem lại hai câu nhé. Mình có đề nghị là một cái bánh pizza. I suggest a pizza thì pizza là một danh từ đơn. Nó khá là chung chung vì có rất nhiều loại pizza, có nhiều loại kiểu pizza, có cả loại to, loại nhỏ, loại lớn. Pizza bò, pizza gà, pizza gì đấy, nhiều lắm. Thì nó sẽ hơi chung chung và sẽ làm cho người ta cảm thấy nó không rõ ràng trong lời đề xuất của mình. Thay vào đó, mình có câu là I suggest a big Hawaiian pizza. Tớ đề nghị là một cái bánh pizza kiểu Hawaii cỡ lớn. Thì đó là một cụm danh từ và nghĩa của nó chi tiết hơn, rõ ràng hơn. Và nó giúp cho người nghe có thể hiểu rõ được cái ý mình muốn nói là gì. Đó, tạm thời hôm nay sẽ là hai cái cấu trúc này. Còn một cấu trúc thứ ba và thứ tư là hai cấu trúc mà rất là dễ nhầm. Nhất là cấu trúc thứ ba, cái kiểu mà suggest cộng với does, một mệnh đề. Mà cái này khổ nỗi là cái hay áp dụng ở trong cái kiểu như là viết lại các câu trực tiếp thành gián tiếp. Thôi, tạm thời thế đã nha. Mà cũng sắp đi học lại rồi. Chúc các bạn năm mới vui vẻ, học được nhiều điều và thi tiếng Anh được điểm tốt. Đâu đây. Thế thôi, chào nhé.